Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là mình sẽ cho các bạn xem cái video mà mình đi đến mình thăm bạn mình ở Florida. Thì đây là một cô bạn rất là đặc biệt ha. Là cô bạn của mình là mình đã gặp nhau khi mà bạn của mình xem YouTube của mình và cô ấy rất là thích mình, cho nên là mình đã kết nối với nhau qua cái kênh YouTube. Và sau khi mà mình nói chuyện trò chuyện với nhau cũng cái gần một năm nay rồi, thì mình quyết định là hôm nay là mình gặp nhau và bạn mình đã mời đến để dự lễ cưới của bạn mình ngày mai. Thì hôm nay là hai vợ chồng mình đã đến đây và mình rất là thích cái khung cảnh xung quanh ngôi nhà của bạn mình. Thì hôm nay là mình cho các bạn xem một vài hình ảnh ha về cái ngôi nhà của bạn của mình ở đây nè. Tại vì có những cái mà mình thấy, nói chung nhà mình cũng có sân vườn rộng rãi nhưng mà nó không có cây cối nhiều giống như vậy, mà mình cảm thấy mát quá, thì cái nhà mình thấy đẹp quá cho nên là mình muốn quay cho các bạn xem vài hình ảnh chút xíu ha. Đó là đây, không biết cái cây gì thì các bạn. Thì đây là những cái cây mà giống như cái, chắc có lẽ là chỉ có ở Florida nó mới có tốt như vậy thôi các bạn, chứ ở trên trôi trà chứ nhà chi không thấy nó tốt giống vậy đâu. Đó, các bạn thấy không, cái lá nó bự luôn mà chi không biết cái cây này là gọi là cái lá gì luôn nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, nhiều lắm. Đó rồi, ở đây là không biết gọi là cây bạc hà hay là cây gì đây nè, mà nó bự quá trời bự, nó cao hơn mình luôn nè các bạn. Mình cho các bạn xem đây, cái cây bạc hà, cái cây này giống cây bạc hà quá chừng luôn mà mình biết phải không này. Đó, trời ơi nó bự nè, bự cao hơn mình luôn nè các bạn, nhìn cái lá bạc hà nó cao hơn mình luôn nè. Đó, đó rồi, đó mình cho các bạn xem một đây, một cái bụi này nè, cũng không biết là cây gì luôn mà nó bự quá trời bự luôn. Đó, cái cây này nó đẹp ơi là đẹp luôn nè, mình thích lắm các bạn. Mình thích nhà có rộng rãi sân vườn, nhìn cái cây này nè các bạn, xem nó bự chu cha ơi, nó bự nè. Đó, mình cho các bạn xa xa coi nè, cái lá nó bự nè, khủng khiếp không, cao hơn mình luôn các bạn. Cái lá của nó là nó cao hơn mình nè, các bạn nhìn cái lá nè. Đó, nhìn cái lá nè, bự khủng hoảng chưa, trời đất ơi. Đó, trời ơi nó bự nè, đẹp quá các bạn. Nè cái cây nè, cái bụi này nè, đó một cái lá của nó là bự ơi là bự luôn. Đó, mình cho các bạn xem xung quanh chút xíu ha. Đó thì mình vừa đi mình vừa cho các bạn xem xung quanh là mình kể cho các bạn nghe ha. Thì đó, thì cô bạn của mình á là rất là thích, rồi khi nói chuyện với nhau thì hai đứa cảm thấy là tính tình rất là hợp nhau, nói chung là cùng hoàn cảnh với nhau. Mình quên giới thiệu với các bạn, mình ngồi đây không biết có con gì ngoài sao mình không tại xung quanh đây cây cỏ nhiều quá mình không biết có con gì, lát nó lại nó hỏi thăm mình không. Thì bạn của mình á là cũng có hoàn cảnh cũng giống như mình, là bạn mình là cũng kết hôn với là người đàn ông nước ngoài các bạn. Chồng của bạn mình là người Mỹ, nhưng mà Trâm với lại ông xã của Trâm cũng đã đính hôn với nhau cũng 2 năm rồi. Thì hôm nay thì hai người mới tổ chức lễ cưới sau khi mà Trâm đến Mỹ. Thì mình cảm thấy là mình rất là vui và hạnh phúc cho bạn của mình ha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem vài hình ảnh tiếp tục ha. Để xem, đây là cái nhà, là phía sau nhà bạn mình nè. Cây có đẹp quá chừng, các bạn có hồ bơi nữa nè. Cây đẹp quá chừng, đẹp cho các bạn xem nè. Đó, đẹp chưa? Đẹp quá chừng, đẹp không? Mình thích cái bụi cây này nè, nó to ơi là to luôn. Không biết cây đó là cây gì mà nó to quá chừng, coi to nè. Cái lá này nó bự nè. Đó, đẹp ghê không? Vô coi chủ nhà làm gì đây không biết. Chủ nhà làm món gì đây? Cái này mà mỗi lần mình là mở cửa nào nó cũng lên tiếng vậy đó hả Trâm? Mình set up sẵn rồi, giống như là hay là của cái nhà của người ta mua sẵn có như vậy. What are you doing, honey? What are you doing? I'm studying video. Studying video. Dạ mình đang relaxing. À, đang ngồi thư giãn không đó, vô nhà người ta mà nằm xả lai, ngồi xả lai nè coi. Không sao, không sao đâu, không sao đâu, Trâm không có tối đâu. Đó, đây là đang chuẩn bị món ăn tối cho cả nhà. Đó, đây là thịt nướng chiên lên xíu nướng hả? Đây là thịt để làm spaghetti. Đây là chả giò, rau, trời ơi, nhìn cái dĩa rau thấy dẫn không? Thôi chút xíu vô quay dĩa rau đi, nhà mình ra ngoài trước mình quay cái này một cái coi, cái nhà đẹp quá. Nhà mình cũng cây có nhiều nhưng mà không có nhiều giống vậy. À hả?
Đó, đây là mình phía sau, còn đây là phía trước các bạn. Đó. Nói chung là mình lại thích cái nhà nó rộng rãi sân vườn như vậy các bạn, thì xung quanh khu ở đây thì cũng rất là yên tĩnh các bạn thấy ha. Đây là ở Florida thì nhà đây là cũng giống như là trong cái khu nhà vậy đó. Thì ở đây thì nhà này, cái khu này nó cũng lâu lắm rồi, nhưng mà mình thấy tương đối cũng vẫn còn rất là đẹp đó. Đây là bên hông nhà của bạn Chi đó. Cây cối nè, xung quanh yên tĩnh lắm các bạn, rất là yên tĩnh luôn đó. Cho các bạn xem phía trước ha, một số hình ảnh phía trước. Đó, mình đến đây từ hồi trưa tới bây giờ các bạn, nhưng mà sau khi mình ăn trưa xong rồi đó thì mình cũng không có làm video, tại cũng còn mệt quá đó, thành ra không có làm. Thì bây giờ rảnh rỗi rồi, chiều rảnh rỗi nè, thì mình mới làm một số hình ảnh để chia sẻ cho các bạn xem là hôm nay mình đi đâu. Mấy ngày hôm nay là mình không có làm video là bởi vì mình cũng lu bu công chuyện nhiều quá. Đó, các bạn thấy xung quanh nhà mát mẻ ghê không? Cái cây này ngộ lắm ha, đặc biệt có cái cây này nè các bạn, là ở Florida chỉ thấy có cái cây này chứ trên trôi trà nó không có. Cây mà nó có mấy cái râu ria giống vậy nè, đó, nãy ngoài xa chị quên cho các bạn xem. Giờ mình sẽ vô trong nhà. Rồi, hấp dẫn chưa? Lên cái dĩa rau nãy giờ hấp dẫn như sợ chưa? Làm nước mắm chưa? Có làm rồi. Đó, một người phụ nữ đảm đang. Đó, người phụ nữ Việt Nam đảm đang nè. Thấy chưa? Thấy đảm đang chưa? Chả giò, rau, bún, nước mắm có sẵn hết rồi. Đó. Quá hấp dẫn. Không, Trâm làm đồ ăn cũng ngon á chứ, cái vị của Trâm cũng giống như Chi vậy đó. Làm đồ ăn cũng đậm đà vậy đó. Ừ. Đó, làm đồ ăn tính ra là cái vị của Trâm làm cũng ngon lắm á. Ngon. Người này khó lắm nè. Không thiệt. Người chef này nè. Mình đâu có khó đâu. Tại vì hả, mình thích ăn ngon thì vậy được thôi. Được chấm điểm là mừng á. Không ngon thiệt. Nấu ngon. Vị cũng đậm đà. Hủ tiếu mắm ngon quá ha, hấp dẫn quá ha. Kem mắm hôm qua. Nói là trước đây ở Việt Nam là không có làm đồ ăn, không có nấu ăn thường, nhưng mà vậy là cũng quá ngon, quá giỏi rồi. Quá giỏi rồi. Bây giờ tối ngày ông cứ là đi trang slay ra ông nói chuyện với mình. Are you hungry honey? Thôi mình ăn trước. She want to we eat first honey. Okay, we eat first. Yeah. You want to eat now? Spaghetti or the this one? Or that one? Ông muốn ăn hai tấn luôn. Yeah. Giữ chưa, nói no vậy chứ mà hỏi ăn mấy. Ăn mì spaghetti hay là ăn cái này thì nó làm hai thứ luôn. It's good, good chef, good chef, chef, right? How do you say? Chef. 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 She asked me. She said, "Is I am a chef." Chef. Để dạy con học nữa không? Yeah. So chef. Sure. Yes, honey. Yeah. Đó, bây giờ đang nướng hả? Bỏ vô đó nướng hả? Yeah. Air fryer. Air fryer. It's air fryer. Bao nhiêu phút? 5 phút. Lạnh hả? Lâu là lâu cái lúc mà. You like it? This very good. The egg roll with the noodle and the fish roll. Fish roll. Oh yeah, không nhớ luôn, không nhớ nước mắm luôn á nha. Good, good. Ông ghiền chả giò nè, thấy chưa? Ông khoái lắm, là ông bóc hoài, luôn nè đó. Thích chả giò lắm, thích chả giò Việt Nam lắm. Không, mà nãy mời á, bày đặt ngại ngùng. Mà hồi nãy mời bày đặt nói no no ha, vậy nãy bóc giờ nãy giờ cũng cả chục cuốn rồi, nó bỏ hết hả? Yeah. Bởi vậy. I'm glad you like. Chị nói rồi. Yeah, ảnh thích chả giò với gỏi cuốn đồ Việt Nam đó, là tại con thỉnh thoảng con làm cho ảnh ăn đó, ảnh thích lắm. Kêu ảnh thử coi. You want to taste this the for spaghetti. Salt has the taste is the, you like? Bây giờ đang kiểm tra này giống như giám khảo nè. Yeah. It's
good? Mm-hmm. Oh, okay. That's good. Or spaghetti. Spaghetti. Yes, spaghetti. Rồi bây giờ nó giống như là đang làm giám khảo. Rồi bốc hoài lát hết cái rổ của anh ta đó. Cái đó buổi tối của anh ta mà bốc hoài vậy trời. Ông ăn lát bắt đầu ông no, ông ăn món khác không được. Ông thích chả giò lắm. Ông thích chả giò lắm. Giờ cả nhà đang chuẩn bị ăn tối. Đang chuẩn bị nè, chủ nhà bởi vì có khách gì cho chủ nhà bận rộn quá chừng luôn nè. Ăn tô nhỏ nhỏ thôi nè. À thôi, không được. Ăn cái này mà có rau là phải ăn tô bự bự á, mình dễ trộn. Thôi không sao đâu Trâm. Ăn tô nhỏ thì mình ăn 2-3 lần. Ừ, ăn 2-3 lần, đúng rồi. Tại vì mình có rau á, mình trộn lên nó dễ ăn hơn. Ê, cô chủ nhà đảm đang ghê không? Làm đủ món hết trơn á. Bởi vì cực quá, nãy anh Kevin nói chứ thôi ra ngoài ăn đi cho nó đỡ cực. Ở nhà nấu nướng bận rộn quá à. Ở nhà ăn nó ấm cúng hơn. Ừ. Đó. Mình cũng thích nấu nướng vậy đó, nhưng mà thấy cực. Tô là để ăn bún chả giò đó không? Nãy giờ ổng bốc cái chả giò không, ổng ăn chắc cũng hơi nửa bụng rồi đó. Đó là món nào ổng thích là ổng ăn vậy đó bác. Nó làm này đúng tủ ổng luôn nè. Mình đâu nói trước đâu mà Trâm làm hay á. Mình đâu nói trước là ổng thích ăn gì đâu. Mình chạy nên là bên ngoài đứa bên Việt Nam quá. Dạ, nên anh là mà nói là làm gỏi cuốn với lại làm mì cuốn là coi ngay trúng tủ ổng luôn rồi. Mà ảnh ăn á, you want cheese on top? Cheese. You want cheese honey? Yeah, parmesan. Rồi xong đúng style anh kia luôn hả? Mấy anh Mỹ này là vậy thôi. Bây giờ đang ngồi chờ đợi kìa. Đó, một anh xa xa đang ngồi chờ đợi nè. Đó, đây cô đầu bếp nè. Nhà hàng. Nhà hàng Ocala hả? Nhà hàng Ocala. What honey? Oh, too much, too much. Yeah. Ít thôi, ảnh ăn nữa thôi. Bớt ra nữa, ít thôi. Yeah, đó rồi, vậy thôi được rồi. Nhiều quá. Chút xíu. Dạ không, ảnh không biết ăn đũa đâu bác ơi. Con tập hoài mà ảnh không ăn được. À, bây giờ làm mì spaghetti. Giờ chuẩn bị nè. Chuẩn bị mới. À, đây là bữa ăn. Nghĩ rau hấp dẫn ghê chưa. Chả giò, thịt nướng và nước mắm. Đó, bún. Quá chừng món luôn. Việt Nam. Dạ. Đây là bữa ăn tối. Rồi, bây giờ là mình chuẩn bị mình ăn tối đi. Rồi, xong bây giờ mình cho các bạn xem xung quanh nhà của bạn mình một chút xíu ha. Bây giờ mình kết thúc video ngày hôm nay để mình chuẩn bị mình ăn tối đây. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Xin chào cả nhà nha. Mình xin kết thúc. Hả? Ôi trời đất ơi, con ơi, con đừng nói làm con ngại quá. Cô là già rồi. Tụi con là còn trẻ, là tụi con làm còn có tương lai hơn cô nữa. Cứ mạnh dạn mà làm đi con. Rồi xin kết thúc video ở đây ha. Rồi, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại video sau. Bye cả nhà.